Các bạn ơi, như vậy là Xiaomi đã chính thức ra mắt dòng Redmi K80 series rồi. Và cứ mỗi cuối năm sẽ có rất nhiều bản fan Redmi mong chờ dòng K mới. K có thể nói là dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu Redmi. Đây là sub-brand của Xiaomi ha. Và nổi tiếng với rất nhiều những dòng K mà mình tin là rất rất nhiều bạn đang sử dụng dòng Redmi K series. Có thể kể đến khởi đầu là dòng K20, K20 Pro. Sau đó chúng ta có K30 series năm 2019. 2020 thì chúng ta có dòng K30 Pro series. Và 2021 đó chính là dòng K40, 2022 là K50, 2023 K60, 2024 này chúng ta có dòng K70 ha. Và ok, cuối 2024, 2025 sẽ là dòng K80. Với dòng K80 mới này thì thực sự là cá nhân mình khá là hứng thú, bởi vì mình thấy nó đã có nhiều nâng cấp so với lại là những cái dòng K trước đây, và vẫn giữ cái triết lý của Xiaomi là cái giá thành ngày càng tốt, giúp cho những người yêu công nghệ ha, và các fan Xiaomi được trải nghiệm những công nghệ mới với giá thành ngày càng rẻ hơn. Nếu như không muốn nói là vẫn giữ nguyên chứ không có mắc hơn nhiều nha. Ok, và với dòng Redmi K80 thì mình sẽ tổng hợp những cái thông tin của hai con máy này để mà anh em nắm rõ nha. Và đầu tiên là về thiết kế thì các bạn có thể thấy là cái form của dòng K80 năm nay nó khác hoàn toàn so với K70. Và đây cũng là một trong những điểm triết lý của Xiaomi trong thiết kế, là cứ mỗi một năm họ sẽ làm một cái thiết kế mới trên các dòng sản phẩm của mình, kể cả những cái dòng rẻ hơn như là Redmi Note. Các bạn thấy là cứ mỗi một năm Redmi Note hay Redmi là đều có một cái thiết kế mới, và K80 series cũng vậy. Tuy nhiên nhìn nó vẫn rất quen, bởi vì đây là thiết kế được dùng lại ở trên dòng CV, cụ thể đây là con CV4 Pro nhé. Nếu như bạn là theo dõi công nghệ sẽ biết hồi đầu năm thì Xiaomi họ ra dòng CV4 Pro ha, và là sẽ dùng cái form của con này. Tuy nhiên điểm khác biệt ở đây là dòng K80 sẽ là màn hình phẳng, trong khi đó thì CV4 Pro sẽ là màn hình cong. Sẽ có nhiều bạn thắc mắc tại sao dòng K80 lại có cái thiết kế giống như con CV4 Pro, và mình cũng đọc được một số comment các bạn nhận xét là khá là thất vọng, bởi vì thiết kế mới của dòng K nó không được gọi là đẹp và ngầu như những cái thế hệ trước đây. Và lý do tại sao Xiaomi lại làm như vậy, mình là một người gọi là theo dõi nhiều và có kinh nghiệm á, thì theo mình cái vấn đề này đến từ việc rất đơn giản thôi. Xiaomi họ muốn tối ưu cái việc sản xuất cũng như là giá thành, nên họ tận dụng lại cái thiết kế cũ thay vì phải làm ra một cái thiết kế mới, thì nó sẽ tốn thời gian và tốn thêm chi phí ha, để mà đảm bảo giá thành. Rồi về thông số cấu hình chung của hai con này thì chúng ta đều có một cái form thiết kế, tuy nhiên sẽ có khác biệt về kích thước, do hai con này thì dung lượng pin nó cũng có những cái mức khác nhau, nhưng có cái điểm chung là cả hai đều được nâng cấp tính năng chống nước là IP68 nha. Đây là điều mà trên dòng K70 series một số bạn là cũng phản ánh là buồn, bởi vì tại sao lại không được nâng cấp cái tiêu chuẩn chống nước IP68, mặc dù là dòng Redmi Note Pro Plus ở phân khúc thấp nó đã có rồi, rẻ hơn nó đã có rồi ha. Thì bây giờ là dòng K80, K80 Pro cũng được trang bị chống nước IP68 rồi, và ở phân khúc tầm trung thì đây là một cái trào lưu ha, được các hãng Trung Quốc đang chạy đua, đó chính là sẽ trang bị những cái tính năng chống nước tiêu chuẩn cao. Nếu như không được IP68 thì cũng sẽ phải được IP64 kiểu như vậy, hoặc là IP65, IP66 để mà đuổi kịp với Samsung. Thì là Samsung dòng A kiểu như là A3X và A5X thì có IP67, thì những cái dòng Trung Quốc thì họ nâng lên IP68, hoặc có những dòng là IP69, IP69K nha. Và dự đoán là trong năm sau 2025 thì đa số các con tầm trung nha của các hãng Trung Quốc nội địa thì đều có chống nước tiêu chuẩn cao. Rồi, và về kích thước màn hình thì cả hai con này đều trang bị tấm nền OLED khả năng hiển thị 68 tỷ màu với 120Hz tần số quét và độ sáng tiêu chuẩn là 1800 nit và tối đa là 3000 nit. Chứ là đây là một cái mức độ sáng hay là thông số nó cũng rất là tiêu chuẩn. Trong khoảng một năm đổ về đây, các hãng đã ngừng nâng cái độ sáng lên quá cao rồi, bởi vì đây là một cái thông số mang tính marketing thôi. Họ đã qua cái trend marketing bằng độ sáng cao rồi thì họ quay trở lại với độ sáng kiểu như thế này ha. Và độ phân giải ở đây là 2K cổng. Rõ ràng đây vẫn là một cái chất lượng tấm nền nó khá là ổn áp rồi. Nếu như bạn nào đã xài dòng K60, K70 đã thấy là chất lượng tấm nền của dòng K thì nó ngày càng tốt, nên là với K80 thì mình nghĩ là các bạn cũng không cần phải bận tâm về cái chất lượng tấm nền đâu. Và đặc biệt là trong phân khúc tầm trung thì tấm nền nó chỉ cần ở một mức độ tương đối thôi ha. Còn nếu như bạn muốn đẹp hơn thì nâng lên flagship thôi. Và về cấu hình thì sẽ có những cái sự khác biệt, nhưng mà đều ngon chấm hết nước luôn, bởi vì là dòng K đều trang bị chip Qualcomm hết, tương tự như là K70 và K70 Pro. Thì mình chỉ thắc mắc là K80e là nó trang bị chip gì thôi. Chứ với K80 thường thì trang bị Snapdragon 8 Gen 3 chip mạnh nhất của 2024 đầu năm nhé. Và với K80 Pro thì trang bị chip là 8 Elite, đó đều là hai vi xử lý mạnh nhất, mạnh nhì hiện nay đến từ Qualcomm thì quá là uy tín rồi. Cũng như là về bổ nhớ RAM ROM thì rất là tương đồng luôn. Bản tiêu chuẩn thì đã có 12256, đã khai tử đi cái phiên bản 8256 Bay rồi ha, hay là 8128 trên những dòng K60 đổ về. Và chúng ta có bản tiếp theo nữa là 16256, 12512, 16512 và Max Option là 1T và 16GB RAM, và chuẩn bổ nhớ trong đều
nâng lên là UFS 4.0 trên tất cả những cái phiên bản rồi ha. Các bạn vừa có chip mảnh và chuẩn RAM ROM nó cũng khá là cao. Thì với cái chip khủng như thế này ấy, thì Xiaomi họ cũng đã thiết kế ra cái hệ thống tản nhiệt cho cả hai dòng sản phẩm này để mà giải quyết về cái vấn đề nhiệt độ ha. Đặc biệt với K80 Pro trang bị 8 Elite thì sẽ trang bị công nghệ là buồng hơi 3D kép giảm nhiệt độ lên đến 3 độ C, cũng như là đều trang bị chip xử lý hình ảnh D1 do Xiaomi tự phát triển ha, để nâng cao cái trải nghiệm hình ảnh khi mà các bạn chơi game. Thì cái trào lưu mà sản xuất ra những con chip riêng á để quản lý nhiệt độ, quản lý pin, quản lý gaming thì những cái hãng Trung Quốc họ đã làm vài năm rồi về đây rồi. iQOO thì nổi tiếng với những cái dòng chip gaming như kiểu là chip Q1 đó, họ tự phát triển kiểu như vậy. Và Redmi, Xiaomi tất nhiên là đối thủ rồi, thì họ cũng không nằm ngoài cái cuộc đua như thế này rồi. Và hiệu năng trên hai con này thì cứ phải gọi là đủng nóc kịch trần rồi ha. Và kể cả là con 8 Gen 3 thì nó vẫn còn quá ngon để mà anh em xài trong vòng 5 năm tới, chứ chưa nói đến 8 Elite. Rồi và về những cái thông số khác như kiểu là camera thì tất nhiên với bản Pro, bản thường thì nó cũng sẽ có những cái sự khác biệt, tương tự như là K70 và K70 Pro vậy đó. Thì K80 sẽ trang bị hai ống kính là 50 megapixel nha, bao gồm một cam chính và một cam góc rộng, không có cam tele. Còn phiên bản Pro thì vẫn là thông số tương tự nhưng mà nó sẽ có cái thông số cam nó cao hơn, bao gồm là ống kính tele là 50 megapixel cũng như là khả năng zoom quang 2.5x và cam góc rộng là 32. Đó, có nghĩa là về camera thì các bạn hiểu nôm na là với bản Pro nó sẽ có cam, thứ nhất là cam tele và thứ hai là cam góc rộng có thông số tốt hơn so với cái bản thường, vì chênh lệch mức giá mà không thể làm nó giống nhau hết được, bởi vì là những cái thông số trên nó cũng đã có những cái nét tương đồng rồi. Đó, và cả hai con đều hỗ trợ quay tối đa là 8K ha, cũng như là cam selfie cả hai đều là 20. Cam selfie thì hai con này dùng chung một thông số là 20 và quay video là Full HD 30 60fps. Đó là các bạn thấy là riêng về cam thì nó cũng tương tự như là K70 và K70 Pro vậy đó. Các bạn thấy là phiên bản Pro thì nó sẽ luôn có cam tele nhỉnh hơn và cam góc rộng nhỉnh hơn, cũng như là hệ thống loa kép Dolby Atmos cả hai đều có và với công nghệ Hi-Res Audio, cũng như là cả hai con này đều hỗ trợ những cái tiêu chuẩn mới nhất hiện nay như kiểu là Wi-Fi mới nhất cho đến là những cái modem 5G mới nhất này, cũng như là công nghệ vân tay nhúng ultrasonic, tức là đây là công nghệ vân tay nhúng như kiểu trên dòng flagship Samsung chứ không phải là vân tay nhúng 3D ha. Tính bảo mật nó sẽ cao hơn, cũng như là phần mềm thì tất nhiên cả hai đều cài cái phiên bản là HyperOS 2.0 ở trên nền tảng Android 15 mới nhất nhé. Và về vấn đề này thì chắc có lẽ là unlock UPROM sẽ khó thôi, bởi vì là kể cả trong K70 cũng tương đối khó khăn rồi. Cuối cùng là về pin thì đây là cái thông số mà khiến mình choáng. Với K80 đã nâng lên mức 6550 mAh và chính thức phá vỡ kỷ lục trên tất cả những cái con máy nổi địa Trung Quốc hiện nay. Thì ví dụ như là Z9 Turbo Plus của iQOO là 6400 hay là Red Magic thì cũng tầm đó 6500, còn con này thì lên đến 6550 luôn. Còn cái phiên bản Pro thì nó cũng đã nâng lên mức pin 6000, và kinh khủng hơn nữa là với cái con K80 Pro á, mặc dù pin nâng lên 6000 nhưng mà vẫn giữ cái công nghệ sạc nhanh là 120W là quá kinh khủng ha. Còn với K80 thường thì đã do nâng lên cao quá 5550 nên là rút công nghệ sạc xuống 90W. Đó, và đặc biệt với phiên bản Pro K80 ấy, thì có sạc không dây 50W, nó sẽ cao hơn so với K80 thường là không có sạc không dây ha, để mà có cái sự cách biệt. Và cuối cùng là về cái mức giá thành ấy, thì với K80 phải nói là mức giá cực kỳ tốt luôn. Với K80 thường chip 8 Gen 3 phiên bản 12256 khởi điểm là 8,5 triệu đồng cho cái bản 12256. Còn cái bản cao nhất ấy, thì cũng chỉ rơi vào tầm là hơn 10 triệu đồng thôi. Phải nói một mức giá cực kỳ tốt cho K80 thường ha. Còn với K80 Pro thì tất nhiên là giá thành nó sẽ cao hơn. Với cái bản tiêu chuẩn thì nó đã có cái mức giá là 12,6 triệu đồng. Nhưng mà với dòng K này thì nó sẽ có cái tốc độ rớt giá các bạn ha. Nên là sau một khoảng thời gian khi mà ra mắt thì mình tin tưởng là với K80 và K80 Pro thì nó sẽ như kiểu giá của K70 và K70 Pro hiện nay. Bây giờ giá K70 đang loanh quanh 7 và giá K80 Pro là loanh quanh 8. Thì dòng này đến thời điểm gọi là giữa năm sau thì mình tin là nó sẽ về cái mức giá rất là tốt. Và khi đó người dùng sẽ được trải nghiệm những con nổi địa Trung Quốc cả cấu hình siêu khủng 8 Gen 3, 8 Elite, pin 6000 đến 6500 sạc 120W cho đến là những cái công nghệ đỉnh cao ha, với mức giá thành cực kỳ là hợp lý. Vậy thì các bạn sẽ có những ý kiến nhận xét hay đánh giá gì về dòng Redmi K80? Hãy để lại bình luận phía dưới phần comment của video.